chiều. Hai đứa lột một đứa lột hậu phủ cắt dài về giúp cha nha, cắt bán phần dài về nào hạt nha. Bạn để ý thứ nhất là gì, là phương pháp phẫu thuật của cắt dài về trong trong ca nó khác với trong trong loét. Hầu như bây giờ là không ai cắt dài về trong loét nữa, thì điều trị loét hoàn toàn hầu như gần như hoàn toàn bằng nội khoa. Mà nếu có thì chúng ta nên nhớ phân biệt hai khái niệm là gì, loét thì cắt 2/3 nha, còn ca thì cắt bán phần. Một số bác sĩ hay lầm lẫn ca dạ dày mà cắt 2/3 là sai nha, cho nên phải gọi là cắt bán phần nào hạch. Trường hợp này nối B2 là sao, là đóng cái mỏm nó tràn lại và phải có hỗ trợ lên nối với cái mỏm dạ dày nha. Thì mổ 9 ngày rồi, bệnh nhân cái bụng bệnh nhân còn trướng, chưa đi cầu không vẫn phương tiện được. Bệnh nhân khai là không có đau bụng nhưng người có vẻ mệt mỏi lắm, ăn uống thì kém, ăn được chút cháo nha, thì không có sốt. Nhưng cái điều quan trọng tôi thấy là bụng bệnh nhân còn khá chứ, cái vùng hạ sườn phải này còn cảm giác nó đầy đầy đau đau, và đặc biệt là cái lỗ dẫn lưu ở vùng dưới gan, ở dưới gan nha, cái dẫn lưu này nó đã rút rồi. Đây, nó ra mũ, các bạn thấy không, mũ mũ không, rồi cũng khá nhiều. Cái vùng da ở quanh cái lỗ giống đu nó tấy đỏ, nhưng trường hợp này cái mũ này nó chảy từ trong bụng ra chứ không phải thành bụng đâu, hiểu không? Cái trường hợp là nhiễm trùng ổ áp xe thành bụng nó khác, cái này nó chảy từ trong bụng ra, thấy chưa? Nha, mũ nó không, cái mũ không, cái hình như nó có màu xanh xanh, đúng chưa? Cái màu xanh nó quan trọng lắm, thấy không? Cái xanh xanh đúng không? Đấy. Thì thầy kết luận là gì, đây là một cái trường hợp nó có nhiễm trùng ở cái vùng mổ. Nhiễm trùng nó do nguyên nhân gì chúng ta còn chưa biết, khả năng mà phải nghĩ trong đầu, nếu là nhà ngoại khoa thì coi chừng là có tình trạng là mổ cá tràng nó không có lành, nó xì rồi nó giò. Trong trường hợp này nó giò, giò ở mổ cá tràng. Khả năng thứ nhì là lành tính hơn, tiên lượng tốt hơn là gì, là gì, là nhiễm trùng mà không có giò tiêu hóa. Tại sao có nhiễm trùng, mình mổ là mổ sạch mà tại sao có nhiễm trùng nha? Nhiều trường hợp là mình mổ bóc tách nhiều quá, không biết không, bóc tách nhiều quá. Nguyên tắc mổ nguyên tắc dạ dày trong ca là gì, không nguyên tắc dạ dày không, ta phải nào hạch chứng minh. Có nhiều trường hợp nào hạch đến mức độ triệt để, đến mức độ là mổ xong bệnh nhân tụ dịch. Tụ dịch là do gì, do những cái đường dưỡng chất bị phá hủy, nó bị cắt đứt trong lúc mổ quá trình bóc tách. Bạn biết là mổ cắt dạ dày thì thường 2 tiếng, mà nếu có nạo hạch đôi khi là tới 6 tiếng đồng hồ. Những cái đường bạch mạch nó bị cắt đứt, nếu mà có tụ viên nào ta chỉ ta mổ từng chút một á, thì cái khả năng tụ dịch ở cái vùng mổ nó thấp. Còn nếu mà có tụ viên nào ta mổ nhanh, ta đốt đường giao điện nó đi rè, thì những cái đường bạch mạch liên giữa các hạch đấy nó không có bị khắc, nó sẽ chảy ra và nó sẽ có tình trạng là tụ dịch sau mổ. Mà cái dịch đó bản chất nó là gì, bạn biết là dưỡng chốc mà, đúng chưa? Tại là dịch có nồng độ protein cao, đúng chưa? Cho nên là những cái ổ tụ dịch sau những tình trạng tụ dịch sau mổ cắt dạ dày trong ca đấy thường cũng có thể nó nhiễm trùng. Nếu không nhiễm trùng nó dò ra cái dịch đấy và thời gian rất lâu mới lành nha. Thì trường hợp này đó chúng ta có hai khả năng, một là giò bóng nó tràn, thứ hai nữa là tụ dịch nhiễm trùng sau cái nạo hạch, nạo vết hạch nha, củ ca da dày nha. Làm sao phân biệt được hai anh đấy nha, làm sao phân biệt được là cái giò tắc tràn hay là cái nhiễm trùng do tụ dịch nó bội nhiễm nha. Nếu chúng ta thấy có dịch tiêu hóa thì đó là giò tá tràng, cho nên khi cái dịch nó chảy ra chúng ta phải căng mắt để ta nhìn xem coi nó có dịch mật trong đó hay không, đúng không? Nếu giò tá tràng chắc chắn có dịch mật, tá tràng nó chứa dịch mật mà nha. Đôi khi có phân biệt là nhiều khi cái mũ nhiễm trùng có màu xanh, cái mũ có dịch nhiễm trùng có màu xanh cho nên khó phân biệt. Thì trong những trường hợp đấy chúng ta có thể làm cái gì hả? Chụp một X quang dạ dày nha,
mà điều đặc biệt là gì, để chụp giò thì chúng ta nên cho bệnh nhân uống thuốc cản quang tan trong nước, thì lúc đó cái chất cản quang nó có thể thoát qua cái mõm nhưng mà ta trà nó ra bên ngoài ha. Đó, cái thứ nhì là gì, là bơm thuốc cản quang từ ngoài vào trong xem nó có vào trong lòng của tá tràng hay không. Mà trường hợp này nó cho bệnh nhân uống mà thầy nghĩ cũng không cần thiết nha, tại vì nếu có giò con tá tràng thì nó cũng giò nhỏ thôi. Cái bằng chứng là cái vùng bụng này nó chỉ khu trú chỗ này hơi đau chút xíu, còn lại nó mềm hết, cái này mềm nè, chỉ có vùng này là hơi hơi đầy đầy căng căng chỗ này thôi. Sờ. Một tay được rồi, không cần nó nhiều, tại khi nào sờ có u sờ sâu thì mới mới hai bàn tay. Công công điệu thế này luôn luôn sờ là phải thúc cái thúc gì cảm nhận cái đầu mút nó mới mới rõ đúng không, đây mềm đúng không, đây mềm nè, nghe đây mềm nè, chứng tỏ cái chỉ khu trú cái này thôi. Cho nên nếu có một tá tràng từ một tá tràng thì nó giò, nên giò có phải điều kiện nội khoa bảo tồn được nghe. Còn nếu là tụ dịch nhiễm trùng sau nạo hạch đó, nạo vét hạch đó, thì đi ngựa nó càng tốt hơn nữa. Chúng ta cứ để cho nó chảy ra tự nhiên, thời gian sau những cái chỗ đứt, những cái bạch mạch nó sẽ hàn lại và nó sẽ hết. Cho nên trường hợp này là chúng ta sẽ hướng điều kiện bảo tồn với điều kiện là đừng có cái ổ nào khác trong bụng. Nên trường hợp này sẽ cho siêu âm nha, nếu không có nó cái ổ nào nó tụ rõ trong bụng thì chúng ta sẽ cứ dùng điều kiện bảo tồn nha. Nha, bệnh nhân ăn được thì cho bệnh nhân ăn. Cái vấn đề ăn uống trong cái giò tiêu hóa nó có tác dụng hai mặt nha. Một là ăn nó sẽ làm giò tăng, đó là tác cái mặt có hại. Thứ hai nữa là ăn sẽ làm mau mau lành cái đường giò, đó là mặt có lợi. Tùy trường hợp mà chúng ta sẽ quyết định cho bệnh nhân ăn hay là cho bệnh nhân không ăn nha. Thì cái đó là cái chuyện quyết định bệnh nhân ăn hay không ăn, đó là của bác sĩ điều trị ha. Thì thuộc vào cái giò ở đâu, thì thuộc vào cung đường nó như thế nào ha, mà ta quyết định là cho bệnh nhân ăn hay không ăn. Rồi nói chung trường hợp này tiên lượng thì thầy nghĩ là tốt, mổ 9 ngày rồi, 9 ngày rồi nha, mà tình trạng thế này là thầy nghĩ là dự hậu là tốt nha. Cố gắng đừng có để cho nó thành cái ổ tồn luôn nào trong bụng, nó có ra như nó ra hết bên ngoài thì nó sẽ lành. Còn nếu nó thành cái ổ trong bụng thì ta phải nên tìm cách tháo nó ra, chọc nó ra ha, đừng để nó tập luôn trong đấy. Rồi có gì thắc mắc không? Đấy, bữa nay chúng ta học được cái này không có gì à, nhiễm trùng sau mổ các dạ dày cho ca, nguyên nhân làm sao, chẩn đoán làm sao, phân biệt cái tình trạng nhiễm trùng do tụ dịch đấy với cái giò của đường tiêu hóa cụ thể ở mõm tá tràng. Nha, thứ ba nữa làm sao chẩn đoán rõ ràng hai cái anh đấy. Nha, thứ tư nữa là thái độ điều trị sao, nắm được rồi thì sao, nóng không, nóng ha.